Chào tất cả các bạn đến với channel Code là Ghiền. Hôm nay chúng ta sẽ tập mà đảo ngược một cái chuỗi người ta nhập từ màn hình nha, để dành cho những bạn mới mới. Ok, rồi chúng ta bắt đầu. Như thường lệ thì để kéo cái này xuống nha. Đây là cái bảng trắng, đây là cái project của mình. Mình chưa làm gì cả. Nhưng mình run thử rồi, kết thúc chương trình đơn giản ha. Rồi bây giờ để mình thêm hai cái file này nha các bạn. Mình thêm hai cái file mà bữa trước mình làm á, mình viết cái My Window đó, class nè. Cái bộ mình đánh vô là My Window. Rồi ok, để mình copy lại cái bữa trước nha. Cái bữa trước mình copy lại hết rồi mình xài. Đó. Rồi này nữa. Rồi mình cầm vai coi nó có work hay không. Ồ tùm lum rồi. Rồi, chương trình mình ok. Bây giờ bắt đầu mình các bạn mới thật sự cũng không có cần mà để xài những cái My Window này đâu. Thì giống như mình làm ấy, cho mình tập mình quen quen đó là mình sử dụng những cái library khác người ta viết sẵn. Khá như vậy. Thì ok, My Window. Rồi để coi coi. Rồi nó được ha. Thì mình cách mình xài đó là mình My Window, ví dụ như mình nói console đi. Mình nói console. Mình đưa vào ví dụ như là chiều dài cái bên tay trái ví dụ là 50, bên tay cái hàng là hàng thứ 5 đi. Mình muốn cho chiều rộng là 40, chiều cao là 10, màu màu xanh với trắng. Đó. Rồi, xong rồi cái mình nói console. Cái này cách mình dùng đó các bạn. Chấm để cái mình có cái người ta cho sẵn, tức là mình làm á, cái bài trước mình làm á, nhưng mà cho các bạn quen là lắm, giống giống như là mai mốt là nó có sẵn là mình chỉ có dùng những cái dịch vụ đó thôi, hay là những cái function đó người ta viết sẵn đó. Và mình xài thử coi nó làm sao. Console raw frame, vẽ cái khung, rồi cái mình nói console chấm write, cả cái nó có cái string vô nè. Coi. Rồi. Thí dụ như mình nói my console đi. Tại vị trí số 2 đi. Hàng số 0 đi, cũng màu trắng, ê màu màu trắng trên nền xanh đi. Rồi. Bây giờ mình cầm mai lại coi. Coi nó hư từ lưa chưa. Rồi, nó chạy được. Ok, mình chạy thử nha. Đó, thấy không? Cái My Console đó, bây giờ mình chỉnh chút xíu. Hay 50 mình 40 đi. 40 rồi. Thì tương lai á, mình làm cái gì cũng vậy, mình có cái mấy cái library mà người ta làm sẵn á, bắt đầu mình chỉ lấy dùng dùng thôi. Đó, giả bộ mình viết cái này nè. Mình đó, cái khung của này mình viết vậy đó. Rồi. Ok. Thì coi như là cái bài trước các bạn khi mà chưa cần cũng không có sao hết trơn á, mình làm mà không cần cái này, nhưng mà mình tập. Ok. Rồi. Rồi, bây giờ mình để vẽ ra nha. Thì cái bài yêu cầu thì nó cũng đơn giản thôi. Thí dụ mình nhập chữ hello đi.
Thì mình muốn yêu cầu đề bài mình muốn in ra chữ HLL I H đó. Đại khái cái bài đơn giản vậy thôi. Thì mình tập cái này, mình tập for loop đồ này nọ, với lại mình tập phân tích vấn đề đồ này nọ đó các bạn. Rồi thì một cái chuỗi mình nhập vô là mình có cái chữ này ha, mình nó là sẽ là bất kỳ, nhưng mà mình đại khái mình cho nó là thí thí dụ nó là vậy đi. Thì thật sự một cái chuỗi nó có thì nó có ký tự chổng. Ủa, sao cái này kỳ vậy ta? Này chút chặt chút H L L L O đó, đại khái vậy. Thì cái bài mình sẽ làm ra đó, giống như là mình sẽ đi từ ở bên tay phải ha, mình đi từ bên tay phải mình chạy ngang nè. Rồi cái mình ví dụ như mình có một một cái chuỗi khác đi, mình nói một cái chuỗi khác, thì đại khái nó giống như cái rổ vậy đó. Đó mình nói cái rổ, mình thích cái rổ đó, mình chép chữ O vô đây, rồi mình chạy kế mình chép chữ L vô đây, L vô đây, Y vô đây, H vô đây, rồi xong rồi cái len này mình xuất ra màn hình đó. Cái bài đơn giản chỉ vậy thôi. Rồi chúng ta bắt đầu làm coi sao nha. Ok, mình giả sử đi, mình khai báo cái một cái string nè, rồi xong đó cái mình cout ra là màn hình nè, mình nói nhập vào một chuỗi, đại khái như vậy đi. Rồi cái mình cin vào cái rổ tên là st nè, đó đúng không? Bị sai gì à? Cầm bài coi. Cout. Rồi cái bắt đầu mình xuất ra. Bây giờ mình chưa làm gì hết, bắt đầu mình xuất ra nè. Bây giờ mình dùng cái này nè, bản xuất ra cout cũng được, nhưng mà thôi hai mình lấy cout đi. Là một cái chuỗi kết quả đi ha. Rồi mình có hai cái chuỗi là kết quả đúng không? Rồi bây giờ mình chưa có làm gì hết, mình nói kết quả bằng bằng cái người ta nhập vô. Rồi xong cái mình xuống hàng, rồi mình chạy thử. Ủa, bấm mà chưa có được. Rồi mình nhập vào một chuỗi, thí dụ như hello đó, nó in ra hello thôi, bình thường thôi. Cái này mình nhấn ngay số 10 đi. Rồi thì bây giờ mình chưa có làm gì hết, bây giờ mình muốn làm nè. Bắt đầu mình muốn làm, mình giống như là nãy mình bên đây mình nói nè, chạy từ bên tay tay phải mình chạy qua bên tay trái nè ha. Ok, mình thử coi làm sao nha. Trước nhất là mình gán cho cái kết quả nó bằng không có gì hết, không giống như là nó chưa có gì, mình khoảng trắng nè. Cái bắt đầu mình chạy nè ha, mình nói for loop nè. For loop thì mình làm cái nó viết như vậy, thấy không? For loop ví dụ như kiểu của for loop là nó vậy đó. Rồi nhưng mà mình chạy từ cái bên tay tay phải mà các bạn, phải không? Bên tay phải thì mình nói lấy cái này chấm len. Cái này ai đúng rồi, st chấm len nè. Mình nói mình chạy từ ở bên cái này, thì bây giờ mình không biết, mình nói là 1 2 3 4 5 thì 5 5, nhưng mà nó sẽ giống như cái index của nó sẽ đi từ 0 nha các bạn. Nó sẽ từ 0 1 2 3 4 ha. Vậy thì mình đi từ 4. 4 thì trong cái trường hợp chung á là mình đi từ cái chiều cái độ dài của nó trừ 1 đúng không? Rồi trong lúc mà nó lớn hơn hoặc bằng không, bằng không mình làm luôn, thấy không? Rồi cái bắt đầu mình lấy trừ trừ, mình bớt đi một cái,
giống như bằng 4, rồi lần sau bằng 3, lần sau bằng 2, bằng 1, bằng 0, rồi bằng trừ 1 thì nó không làm nữa. Rồi cái mình lấy cái kết quả bằng cái kết quả mình cộng cho ngay cái này, ngay cái tại vị trí thứ ai, để coi cái gì nó chịu không cái đã. Đó, dù giống như cái lần đầu á, là mình lấy chữ O mình cộng vô, lần lần thứ hai lấy O cộng cho L. Đó, rồi chạy coi. Fail. Đâu mất rồi. Mình bị sai cái gì đâu mất rồi. Len. Mình gọi cái phân sảnh nó hay là cái hàm của nó, mình phải có hai cái dấu này, hai cái dấu này là mình gọi. Ok, ở giữa mình không có input. Rồi, nó thành công rồi các bạn. Bây giờ đó, bài cái bài đơn giản thôi. Giờ mình nạp chữ hello, enter thì nó ra OLLY đó, thấy không? Rồi bây giờ mình có thể viết cách khác. Ví dụ như mình không viết gì mà mình viết gì cũng được nữa nè. Để coi coi mình viết gì mình cộng vô coi đó, cộng dồn vô các bạn, thử coi nó có chịu không nha. Thì thường mấy cái ngôn ngữ khác là kiểu vậy hết trơn. Thì mình nghĩ cái C++ thì chắc nó cũng cũng ok luôn. Được rồi, đó, rồi. Đó, thấy không? Đúng rồi. Rồi, bây giờ đó. Bây giờ thay vì mình xuất ra cái màn hình ngay chỗ này á, mình bắt đầu mình dở dở mình tập, mình dùng cái library. Thấy không? Mình xuất ra nè các bạn, mình nói á là muốn xuất ra cái kết quả tại ví dụ như tại dòng số 1 đi, tại cái cột số 1 mà cái dòng thứ hai đi. Đó. Đó, rồi. Đó, mình tập luôn các bạn. Thì tương lai là dùng nhiều API lắm, dùng nhiều cái function mà người ta viết sẵn lắm. Rồi, ví dụ như mình vẫn nhập hello. Nhấn đó nó ra chữ O L L E E E E H, thấy không các bạn, thấy không? Thì thường mình làm xong á, mình phải giống như là mình tập cái nhập, giống như là mình để test luôn á, giống như cái chuỗi của mình á, mình test luôn á, mình cho dài cho ngắn rồi này nọ coi có nó có work hay không. Đó, bạn thấy không, nó dài quá, cái bắt đầu nó ra kỳ kỳ không, nó không đúng không. Rồi có có cái dấu cái dấu mà cách ra dấu khoảng trắng nó không chịu. Ok, không có khoảng trắng là đúng nè các bạn, thấy không? Thì có khoảng trắng thì mình sẽ làm những cái trường hợp đó riêng nữa, coi nó làm sao. Giống như những cái ký tự của mình nhập vô nguyên cái chuỗi này á, không có khoảng trắng. Ví dụ mình có khoảng trắng coi làm sao nha. Làm lại thì giờ mình để ngay chỗ này nè, mình kiểm tra nè. Kiểm tra này, ví dụ như này cách ra này enter, cái bắt đầu mình coi cái chuỗi này đó bạn thấy không, khi á, mà mình dùng cin á, cin này nè, cái chuỗi á, nó không có nhận bạn thấy chưa nè, nó không có nhận cái khoảng trắng là nó coi như là một cái nhập khác rồi, nó không có nhận, cho nên nó chỉ có nhận tới cái khoảng trắng thôi đó. Thì cái chương trình mình cũng vẫn đúng, không có sao. Ok, rồi 1 2 3 1 thì 1 3 2 1 rồi, thấy không, mình cũng xuất đây được nữa, thấy không? Cái dụ ví dụ mình thêm chút xíu nữa, mình nói ví dụ như đảo ngược sẽ là 2 chấm, mình nói vậy đi. Ví dụ như 1 hàng 2 thì cái này hàng 1 mà hàng 3. Rồi bài này cũng chả có cái gì, tập sự thôi các bạn. Thì những cái bài tập á, mình tập hello enter đó, đảo ngược sẽ là, các bạn thấy không đó. Cái như thì tóm lại cái bài này á, nó chỉ có tập cho mình cách dùng cái library giống người ta viết sẵn. Cái này là bài trước là mình viết nhưng mà người ta viết sẵn rồi,
cái mình gắn vô cái chương trình mình coi làm sao, mình dùng cái kiểu nó làm sao, rồi tập cái for loop đó, tập phân tích vấn đề đó, các bạn làm từ từ quen thì cái bắt đầu những cái này nó nằm trong đầu hết rồi, mình không có cần phải vẽ ra nữa. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.